Hello, như vậy là em tối mốt đời đầu đã về đến nhà nha. Phải nói là chạy em nó chạy từ lúc 3 giờ sáng cho tới giờ mà nó là vô cùng chật vật, nhưng mà cũng thông cảm tại vì đam mê. Mình là đam mê tiền thôi chứ không có đam mê xe, không đam mê tiền, nhưng mà mình giúp cho nhiều người đam mê xe đó. Chứ nói thẳng với mình là đam mê mô tô, con sẽ cấp là giúp cho anh em đam mê chơi xe. Đây đây là không phải là video quay tổng thể mà là video báo cáo xe đã về được tới nhà rồi. Anh em nào có nhu cầu lấy con này thì alo gấp nha. Ring hết từ đầu tới cuối, like hai cặp giỏ thôi, xe chính chủ mình đứng tên luôn, chứng giấy cho mình luôn. Rồi bây giờ mình rửa sạch sẽ rồi mình sẽ lên video nha. Bây giờ mình chưa lên liền, bây giờ mình sẽ mở hết ra, lau chùi nhớt đất cát sạch sẽ, xong rồi lên video một cái nữa là trắng tinh. Nhưng mà không biết là cái lúc lên video xe còn hay không nữa, cứ tính sao, bây giờ cứ lau ra.